Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bằng Kiều về Mỹ mừng sinh nhật con trai thứ hai, vợ cũ tiết lộ tính cách bướng nhưng ngoan của quý tử. Bằng Kiều và vợ cũ là Trizy Phương Trinh đã cùng tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai thứ hai là Colin tại Mỹ. Mới đây trên trang cá nhân của vợ cũ bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật 17 tuổi của con trai thứ hai là Colin. Dịp này bằng Kiều cũng về Mỹ và cùng Trizzie Phương Trinh tổ chức tiệc khá hoành tráng cho quý tử. Trizzie Phương Trinh tiết lộ tính cách bướng nhưng ngoan của con trai cưng. Sinh nhật của Colin là ngày 23 tháng 8 nhưng phải đợi đến cuối tuần anh Beckham về mới tổ chức tiệc để mừng Colin lên 17 tuổi. Hỏi năm nay con muốn làm tiệc sinh nhật như thế nào, Colin trả lời là chỉ muốn một buổi ăn tối cùng với các thành viên trong gia đình, chứ không muốn tiệc tùng linh đình. Năm nay có bố về từ Việt Nam tham dự, nên ước muốn và niềm vui của Colin được thêm trọn vẹn. Theo bố thì trong ba anh em, Colin là đứa mà bố yên tâm nhất. Vì ẻm to cao mà lại là đai đen trong bộ môn võ thực Kramaga nên không sợ bị người khác bắt nạt không biết bố hồi nhỏ có bị ai bắt nạt không mà cứ sợ con mình bị người ta bắt nạt nữa không biết. Nhưng với mẹ, cô Linh là đứa làm mẹ lo nhất trong ba anh em vì sợ nó bắt nạt người ta. Nó dẫn vậy thôi chứ so với các chàng trai ở lứa tuổi lì lợm thì cô Linh khá ngoan, vẫn nghe lời mẹ răm rắp, thích đi chơi với gia đình hơn tụ tập với bạn bè. Ở nhà có việc gì nặng, Colin luôn là người phụ mẹ mà không bao giờ phàn nàn. Mẹ sai bảo gì cũng được, miễn là đừng đụng vào cái đầu tóc xù của em là được. Colin chỉ bướng hơn em Kenzie và anh Beckham tí thôi. Những đứa giỏi và thông minh thường là vậy, giống y như mẹ nó vậy đó. Hồi nhỏ bị ăn đòn nhiều nhất là mẹ tụi nhỏ đây chứ không ai khác. Hi hi. Băng Kiều về Mỹ mừng sinh nhật con trai thứ hai và cũng tiết lộ tính cách bướng như ngoan của quý tử. Cô cũng tiết lộ câu trả lời của quý tử khi được hỏi thích quà sinh nhật gì. Nhìn hình chắc mọi người cũng nhận thấy là cô Linh nhìn mảnh mai hơn trước, đó là vì em vừa sụt được 9 po, 4 kg. Từ khi đi Việt Nam về, mẹ không cho ăn vua gớt nữa mà bắt ăn cá nhiều hơn. Ở nhà cũng không mua nước ngọt hoặc bánh ngọt để sẵn, vì có thì tụi nó sẽ ăn. Mẹ nói, mà con đẹp trai mà để mập thì những nét đẹp trên mặt sẽ bị phá hết và con gái thì chẳng đứa nào thích con trai mập đâu. Mặc dù vẫn chưa có dấu hiệu muốn có girlfriend, nhưng Colin có vẻ tự tin hơn từ ngày giảm cân. Theo bác sĩ thì với chiều cao của Colin, nó cần phải xuống thêm 10 pound nữa mới chuẩn. Nhưng hôm nay cái bụng em bớt to và mặt em bớt nọng là mẹ mừng lắm rồi. Hỏi Colin con muốn món quà gì cho sinh nhật? Colin trả lời: Con chẳng suy nghĩ ra con cần gì nữa. Con biết tại sao con không biết con cần gì không? Đó là vì con có tất cả rồi. Vì nếu không con sẽ cảm thấy mình cần đủ thứ. Hôm trước bố hỏi thì Colin nói là muốn có chiếc xe vì có bằng lái rồi, nhưng mẹ khuyên là chưa cần mua lúc này vì đi đâu ba anh em cũng đi chung mà mua xe đậu đó không đi thì uổng. Đợi 18 tuổi khi lên đại học thì mua luôn, lúc đó sẽ có một chiếc xe mới toanh để chạy. Colin nghe mẹ nói hợp lý nên gật đầu đồng ý. Một trong những lý do mà ba đứa con trai đều nghe lời mẹ là vì mẹ lúc nào cũng có những lời khuyên đúng nhất và những quyết định tốt nhất cho chúng. Mẹ thương chúc cho Colin của mẹ sinh nhật 17 có thêm nhiều niềm vui, học giỏi, đẹp trai và thành công giảm thêm 10 post nữa nhé. Mẹ hạnh phúc khi con hạnh phúc, lớp you. Gia đình bằng Kiều tề tự đông đủ mừng sinh nhật con trai thứ hai của anh. Trong loạt ảnh, bằng Kiều cùng vợ cũ và ba cậu con trai lên đồ sang trọng xuất hiện tại nhà hàng khá đẳng cấp. Mẹ ruột của anh và mẹ vợ cũ cũng góp mặt. Con trai thứ ba của bằng Kiều nay đã cao lớn phụng phao và ra dáng thiếu niên anh Tuấn. Cậu được cho là to hơn hẳn hai người anh em của mình và võ công cực cao cường. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo